Xin chào các bạn. Tôi xin được tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Ngọc Sơn. Website của tôi là hoangngocson.com. Tôi là chuyên gia đào tạo về kinh doanh Forex. Hôm nay tôi chia sẻ cho các bạn một trong những cái giải pháp dùng để lưu trữ dữ liệu, giúp cho cái dữ liệu của các bạn nó được an toàn, để phòng ngừa trong những trường hợp là dữ liệu chúng ta bị mất, ví dụ như máy tính bị hư hoặc là bị mất hoặc là có những cái vấn đề khác ngoài ý muốn xảy ra, thì các cái dữ liệu mà chúng ta còn lưu trong máy tính chúng ta có thể được phục hồi một cách nhanh chóng, và hầu như là những toàn bộ dữ liệu sẽ được bảo vệ một cách thường xuyên và đầy đủ. Đó là một trong những giải pháp mà lưu trữ dữ liệu, đó là Dropbox. Như vậy thì Dropbox cái tính năng nó để làm cái gì? Dropbox nó là một cái dạng lưu trữ, một dịch vụ lưu trữ trên internet, và đặc biệt là trong các cái trang lưu trữ thì Dropbox hiện giờ là một trong những trang lưu trữ uy tín nhanh mạnh nhất trên thế giới hiện giờ. Như vậy thì cái tính năng của Dropbox nó như thế nào? Bạn hình dung là ví dụ như chúng ta có hai cái máy tính, một máy tính bàn ở nhà, một máy laptop mà chúng ta thường di chuyển để chúng ta làm việc khi đến cơ quan công sở chẳng hạn. Nhưng một lý do nào đó, thí dụ như cái tập tin của chúng ta lưu trữ ở máy nhà, rồi bây giờ chúng ta đến tới cơ quan chúng ta làm việc, bây giờ chúng ta muốn có cái tập tin ở tại cái máy nhà này thì làm sao? Thì trước đây, giải pháp trước đây thì thường ta phải đi về nhà hoặc là người ta lưu bằng cái USB để ta chép, ta copy, ta chép, sau đó chúng ta đem qua ta chép vào máy chúng ta để chúng ta làm việc. Nhưng điều đó thì nó cũng có những cái bất tiện đó, tức là cái mức độ linh động của nó không có nhiều. Thí dụ như bây giờ chúng ta lưu một cái tập tin ở trong cái máy bàn ở nhà, rồi chúng ta dùng USB chúng ta chép, lỡ trong trường hợp nào đó cái máy bàn chúng ta bị nhiễm virus, rồi khi chúng ta cắm cái USB nó vào trong cái máy laptop đôi khi nó lại bị nhiễm theo, thì như vậy rất là rủi ro. Còn bây giờ cái giải pháp là chúng ta lưu trữ trên máy bàn, và đương nhiên máy bàn chúng ta phải cài phần mềm diệt virus để luôn luôn là cái máy chúng ta nó sạch. Thì cái dữ liệu, ví dụ như chúng ta có một cái file Word, Excel gì đó chúng ta lưu trong cái máy bàn, thì tự động cái máy bàn nó sẽ đồng bộ lên trên Dropbox, và sau đó Dropbox ta cũng kết nối với cái máy laptop. Thì như vậy là dữ liệu luôn luôn là giữa thông giữa máy bàn với Dropbox và cái laptop. Đó là một cách giải pháp an toàn, đó trường hợp nó tiện lợi. Cái trường hợp thứ hai là trong trường hợp thí dụ như bây giờ chúng ta cái máy laptop chúng ta bị hư hoặc bị mất chẳng hạn, thì dữ liệu của chúng ta nó vẫn lưu ở trên Dropbox và lưu trên máy bàn. Thì đương nhiên là nếu chúng ta lấy một cái tài khoản khác, một cái máy laptop khác, chúng ta chỉ khai báo thông tin của Dropbox thì đương nhiên nó sẽ đồng bộ dữ liệu 100% từ Dropbox về trên cái máy laptop của chúng ta, thì rất là tuyệt vời. Hoặc là ngược lại, trong cái máy bàn cũng vậy, cái bàn bị hư chăng nữa thì Dropbox sẽ đồng bộ 100% về. Thì đó là một trong những giải pháp mà đồng bộ dữ liệu giữa các máy tính với Dropbox. Với dịch vụ này nó khá hay, khá rẻ, thì chúng ta có thể sử dụng thử. Chúng ta vào trong website là dropbox.com để chúng ta đăng ký dùng thử. Sau đây chúng ta sẽ cùng nhau xem cái tính năng của cái quy trình hoạt động của Dropbox. Đó. Thì dữ liệu từ máy tính nó sẽ đưa lên Dropbox, và từ Dropbox nó sẽ đồng bộ xuống cái máy laptop. Khi mà chúng ta đã cài đặt cái phần mềm Dropbox vào trong máy tính hoặc laptop chẳng hạn, thì cái dữ liệu sẽ được đồng bộ một cách liên tục giữa ba cái cá thể này, hoặc là chúng ta có thể đồng bộ thêm là nhiều cái máy tính khác nữa, chứ không nhất thiết là chỉ hai máy tính đâu. Cái dịch vụ Dropbox thì nó cho chúng ta có được cái tính năng đồng bộ dữ liệu để bảo vệ cái dữ liệu chúng ta. Cái việc mà đăng ký Dropbox cũng rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần click vào trong Dropbox chẳng hạn thì chúng ta sẽ vào được trong cái trang đăng ký. Đó. Trong cái trang đăng ký này bạn ghi là họ tên đầy đủ, email và cái password. Sau khi chúng ta đăng ký rồi chúng ta check vào trong là agree, Dropbox term chẳng hạn, rồi sau đó chúng ta bấm là sign up free, là nó sẽ hiện cho chúng ta thêm cái cửa sổ để chúng ta bổ sung thông tin, và sau đó chúng ta có thể sử dụng Dropbox và chúng ta cài đặt cái phần mềm đồng bộ. Thì các bạn hãy xem trong máy tính tôi như thế này. Đó, sau khi tôi cài thì lúc này Dropbox nó sẽ có một cái giao diện, nó có một cái shortcut kết nối trong máy tính hiện như sau. Đó thì chúng ta có được cái shortcut như thế này. Chúng ta click vào đây thì đó là tất cả những dữ liệu tôi đều lưu trong shortcut, lưu vào trong cái ổ, một ổ đĩa dữ liệu là ổ data. Thí dụ thông thường thì chúng ta phải lưu ổ đĩa ngoài khác cái ổ đĩa hệ thống. Ổ đĩa hệ thống thường thường là nó cài đặt phần mềm là ổ đĩa C. Chúng ta hãy lưu trữ ở các ổ đĩa khác chứ không nên lưu trữ ổ đĩa C, bởi vì lưu trữ ổ đĩa C nó sẽ làm cho nó nặng lên cái ổ đĩa C, ảnh hưởng đến quá trình vận hành của hệ điều hành và máy tính. Chúng ta nên lưu ở dữ liệu data để chúng ta an toàn.
lỡ chúng ta có cài lại hệ điều hành thì các dữ liệu ở các ổ đĩa khác cũng vẫn còn không sao cả. Thì cách đó là một trong những cách chúng ta đã chia sẻ rất là tiện lợi khi sử dụng Dropbox. Và một trong tiện ích đó là ví dụ như chúng ta có một tập tin chúng ta chỉ cần chia sẻ là đơn giản. Chúng ta bấm chuột phải, chúng ta chọn là copy drop link chẳng hạn. Khi chúng ta muốn chia sẻ cái thư mục và tập tin, chỉ cần là chúng ta làm thế này thôi đó, chúng ta chia sẻ cho người khác, ví dụ như chúng ta chia sẻ cho người nào đó. Chúng ta bấm enter, chúng ta dán link này cho gửi cho họ, thì cái thư bộ toàn bộ thư mục này mình đã gửi cho người đó, người đó chỉ cần có việc là đau về thôi. Và đặc biệt là các bạn có lưu ý một điều là khi sử dụng cái dịch vụ Dropbox nó vô cùng tiện lợi, nhưng chúng ta chỉ được quyền chia sẻ những cái tập tin mà do chúng ta làm ra, tức là những cái file tập tin đó không có được vi phạm bản quyền. Chứ không thôi, nếu chúng ta chia sẻ những tập tin vi phạm bản quyền thì đôi khi có cái báo cáo thì Dropbox sẽ khóa tài khoản của chúng ta, thì như vậy mất cái dữ liệu quan trọng của chúng ta hết. Do đó chúng ta cần cẩn thận. Và qua đây thì tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một cách cơ bản để sử dụng Dropbox và những tiện ích. Thì các bạn có thể cài đặt thử, đăng ký và cài đặt thử sử dụng, và các bạn sẽ phát hiện được những cái tiện ích hơn nữa của Dropbox. Chúc các bạn thành công. Và một lần nữa thì tôi cũng xin tự giới thiệu lại, tôi tên là Hoàng Ngọc Sơn, website của tôi là hoangngocson.com. Tôi thường chia sẻ những kiến thức hỗ trợ cho các bạn khởi nghiệp kinh doanh trên Internet. Các bạn có thể vào đó để xem và download các những tài liệu mà chia sẻ của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.